Trên thị trường bất động sản, theo luật đất đai 2013, việc sở hữu nhà ở và đất đai có phân biệt quyền tiếp cận giữa người mua trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hay còn gọi là Việt Kiều. Tuy nhiên, với luật đất đai 2024 sửa đổi vừa được ban hành, thì đã quy định người gốc Việt định cư ở nước ngoài nhưng mà không có quốc tịch Việt Nam thì cũng có đầy đủ các quyền liên quan đến đất đai như người dân ở trong nước. Quy định mới được các thành viên thị trường đánh giá là sẽ tạo điều kiện cho người gốc Việt tiếp cận nhà ở được thuận lợi hơn. Thống kê từ một số công ty bất động sản cho thấy thì trong thời gian vừa qua, nhu cầu mua nhà từ khách nước ngoài và Việt Kiều là rất lớn. Tính riêng công ty CBA thì trong tổng số lượng giao dịch được thực hiện từ năm 2015 cho đến nay thì có tới 30-40% lượng giao dịch đến từ người mua là khách Việt Kiều. Trước đây, người gốc Việt định cư ở nước ngoài khi mua nhà tại Việt Nam vẫn được xem là người nước ngoài. Các giao dịch chủ yếu thuộc trong các dự án bất động sản và được sở hữu theo một hạn mức nhất định, như dự án chung cư là 30%, không quá 10% đối với nhà phố, hoặc nhờ người thân đứng tên dẫn đến không minh bạch về pháp lý. Do đó, quy định mới sẽ tạo ra sự bình đẳng giữa người dân trong nước và kiều bào trong việc mua bất động sản. Họ vẫn sẽ được thừa kế, vẫn sẽ được thế chấp tất cả những cái sản phẩm, những cái nhà liền thổ và những cái sản phẩm bất động sản. Bên cạnh đó thì cái việc mua bất động sản thì họ vẫn sẽ mua nhà trong dự án, nhưng cái việc mà giới hạn về mặt số lượng sản phẩm nó sẽ được nới rộng hơn. Thì tôi nghĩ đây cũng là một cái điểm mà nó hỗ trợ rất nhiều cho những người gọi là gốc Việt mà họ làm việc ở nước ngoài và họ sinh sống ở nước ngoài mà không có quốc tịch ở Việt Nam. Bên cạnh đó, các quy định mới trong luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sẽ có hiệu lực từ năm 2025, sẽ tạo thuận lợi để người gốc Việt mua nhà ở, đầu tư tại Việt Nam với thủ tục đơn giản hơn. Đồng nghĩa sẽ hút thêm nguồn lực kiều hối đổ vào thị trường bất động sản. Trước giờ ấy, thì những cái cư dân ở nước ngoài họ thường thông qua một cái cá nhân ở Việt Nam và có thể là nó xảy ra những tranh chấp. Nhưng bây giờ thì cũng có thể là một trong những cái tích cực để giúp cho những người ở nước ngoài, những người gốc Việt ở nước ngoài có thể mua và sở hữu bất động sản. Tôi cho rằng nó cũng tương đối là nhân văn và nó cũng sẽ thu hút thêm cái lượng đầu tư từ nước ngoài. Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất luật đất đai sửa đổi cần công nhận quyền sử dụng đất đối với cá nhân nước ngoài, người gốc Việt trong thời gian sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Bởi vì nhà ở là gắn liền với quyền sử dụng đất và chế độ sử dụng đất đối với căn hộ nhà chung cư là hình thức sử dụng đất chung. Đối với nhà là biệt thự, nhà phố trong dự án bất động sản gắn liền với đất thì chế độ sử dụng đất là hình thức sử dụng đất riêng. Có nghĩa là không có một căn nhà nào mà không gắn liền với đất. Nếu quy định này được áp dụng sẽ tạo thuận lợi cho các chính quyền địa phương trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho các cá nhân nước ngoài. Bởi theo tính toán sơ bộ từ Hiệp hội, đến năm 2020, cả nước có khoảng 14.000 cá nhân nước ngoài đã mua nhà ở tại Việt Nam, nhưng công tác cấp sổ vẫn còn gặp nhiều khó khăn.